đó ông đâu, nó đâu có lợi gì đâu, tại kênh không quá lớn. Ừ. Ê. Dạ, ông đủ chi phí ông đi. Mình thì vòng vòng. Vòng nhà. Vòng vòng nhà. Kênh mình đi kiểu đó lỗ tụt quần luôn. Đi làm chi phí mấy trăm ngàn không hết trơn. Ừ. Lên con nào chưa? Chuẩn bị à? Tôi nói giờ lên hai con đó. Câu xong mỗi người cần rồi mọi người ơi. Canh nó dễ, hai cần khó canh. Giải lao cuối tuần. Cuối tuần. Cuối tuần mấy anh em đi giải trí, xả stress. Kêu mà bà Thủy gọi mấy con cá ngát về tập trung về đây nè. Mồi đang lại. Vậy hả? Quản lý đâu lên hả? Đại chút rồi. Rồi, lên. Lên không? Canh dở quá. Anh mà cho nó ăn là nó gịch câu anh xuống sông luôn à. Trời ơi con cá gì vậy? Sú vàng. Dính đường con mini rồi mọi người. Không có tiền chứ chắc mua được cá đó đó. Ai ơi. Cá phèn hả? Trời ơi, bạn cá phèn. Vàng chơi á, ừ. Vàng đó. Ừ. Tới nữa đó. Tới nữa đó. Nguyên xíu. Nguyên bày rồi đó, nguyên bày cá phèn rồi đó. Qua đây ăn gì dữ vậy? Bày xuống đây đó. Nãy giờ dính được em sủ vàng là tới giờ luôn mọi người. Chỉ ghĩa xong phá mồi mọi người ơi. Mang cá phèn á. Phá mồi quá trời. Hả? Dính này, dính này. Lên, lên, lên. Hả? Cá sủ vàng à. Trời ơi. Hay đó, ngay đó. Ngay rồi, cá sủ vàng này. Ổng đó. Tôi không. Quá bự, gặp hai đứa nhỏ dính liền á. Ừ. Lưỡi 12. Lưỡi 12 nhỏ. Nhỏ hả? Câu cáo kia sủ vàng này tầm 15. Câu cái nhát này lưỡi 22. 1-2. Sao? Câu 1-2 câu cá bự á. Ừ. Chỉ nhỏ hơn. Ừ. Nhỏ quá. Tự chạy lắm. Từ chạy lên đi. Dạ chạy lên đi. Ừ. Có con cò nè mọi người. Ơi, có băng. Anh tính phun nước miếng cho nó chết luôn đó chứ. Trời ơi, chạy lên móc cổ kìa chứ bên Quà Quế bên á. Quà Quế còn mấy kinh cũ. Ừ. Mấy đám lá lớn mà nó khúc qua trà nho. Trà nho còn hai đám lá lớn mà nó. Bây giờ đó, chứ đâu phải bây giờ đây đâu, đây đâu có đây đâu, đây vô đây đồng trống mà. Bên kia dính này mọi người. Ôi dính luôn rồi, tắng dính luôn ơi. Gốc. Quá ơi, tắng ơi. Dính gì tắng? Cá ngát hả? Bự không? Bự không? Ba lạng hả?
Chưa cái. Bỏ con tay sao lên? Chăng lên nha mọi người. Nãy giờ anh em mình chưa dính con nào cho nha. Bên kia thì ta được con cá rồi. Buổi chiều hoàng hôn mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Làm quê. Đi dướng cho bằng nha. Quá tuyệt vời. Ừ. Chiều quê sông nước bao la. Lý tưởng à, ngồi mấy anh em mình ngồi câu ở đây còn hơn là thiên đường đó. Ừ. Chú đồ thị làm kiếm được cánh này. Làm gì cánh này. Các bạn xem thấy thích hãy cho mình một đăng ký, một like nha mọi người. Bạn nào thích gì em chở đi luôn à. Bạn nào có mà muốn câu cá gì đó thì liên hệ lại mình người đi. Ở bên kia dính được con cũng ngon nè. Giờ ăn hoài luôn dính được đấy. Chờ chút xíu tôi lên con cá kiếm mấy giờ mà không biết. Mới nha cả nhà ơi. Điểm đó câu gốc nhiều quá. Với lại cá cũng không có nhiều cả nhà. Dính được có một con một à. Còn như ba cá phèn nó phá mồi quá. Bữa nay gặp nha cả nhà. Trăng sáng. Trời cho luôn. Cái ngắt chúa mọi người ơi. Quá bự. Dính thêm một cái cây nữa nè. Bởi vì nó kéo lên mình không có cảm giác gì luôn. Chúng ta dính cái bọc cái bao. Được, cái bọc có bao gì không mà. Kéo là thấy có con cá luôn. Cái ngát này, cái ngát chúa luôn. Cá này giống như là nó mới thôi sữa vậy. Cá ngát chúa. Rồi thì chặt gai nó cái mọi người. Chúa tới Sơn Lâm á. Chặt gai nó cái. Tắt máy cái mọi người ơi. Có là mình là vui rồi. Có hàng nha mọi người. Có là vui rồi nha. Có cái con là hết, có cái mẹ. Ừ. Đợi cái mẹ đợi. Nó sẽ ở dưới này nguyên một bầy luôn á mọi người. Chỗ nào có là nó có hoài luôn á. Phá mồi cho con. Phá mồi cho coi. Dục đại xuống sạch đây. Mẹ. Móc mồi chơi tiếp nha mọi người. Coi. Ngay ổ luôn mọi người. Cái không có cảm giác luôn. Cỡ một. Cỡ một thôi. Con anh bự hơn chút. Dễ dội. Rồi chạy gai đi. Rồi anh xuống đi. Rồi anh xuống cần nha. Được hai con nha mọi người. Hai con này mà không có nào ra con nào chứ. Con nào ra con nào chứ. Kệ đi. Tới tờ dính đây tới sáng 5 phút dính con đây. Thử coi nhiêu con. Chừng chục con này kho lạc đây. Kho lạc hết sảy. Méo con gì bằng. Sát cạnh luôn hả? Sát cạnh luôn này. Anh chơi giữa giữa. Ui. Hả? Có không? Bự không? Cái gì? Cái ngát hả? Trời ơi dữ. Đó bên đó đó mọi người. Cạy gai cái. Em nghe nó ghẻ tật tật cái đầu rồi, vừa cái tật sao đẩy liền. Tại nó dính rồi. Cái ngát con không đâu chân. Vậy là mình phải canh mới được. Canh, cá này không canh vẫn được không? Nó nhỏ quá mà. Nhỏ quá. Wow, đã ha. Còn có nửa ký à. Anh sĩ mày nói mà mày chạy vậy. Mẹ mày ơi. Quá êm. Quá êm, nửa ký. Dở lên cái nó coi. Cho nó gửi xong coi. Quá êm ha. Hai con rồi. Hai con. Còn nữa chứ không hết đâu. Lắp ghe xích đây nè. Lên mà thủy luôn. Ây da, cỏ đứt vô luôn rồi. Đứt luôn rồi. Trời ơi, đất trời. Ủa con kéo tới đây đứt luôn, trời tới bờ đứt luôn. Tới bờ đứt luôn rồi. Mắc cục chì luôn. Để em ăn cục quay. Trời ơi.
tưởng tức còn gì bằng. Quá một là cười no tới rồi đấy anh Hoài dính cái xấu nghe mọi người ơi. Dữ lắm rồi nghe, hết hồn dữ lắm rồi đó. Sủ vàng mình làm hết hồn. Rồi ảnh à, đang dính con cá vậy biết kéo lên mà bỏ máy kéo kéo tay luôn. Quá rồi. Người nào quá xa rồi. Xuống vô tới rồi, tới vị trí này à. Tới vị trí này đi biết tới vị trí đứt nữa. Vị trí này biết vị trí đứt rồi nè. Hết biết con cá gì vậy. Ngồi chừng đứt dây cắm đậu xong nha. Lên chưa? Lên. Coi ai coi cái qua ly vàng hay là cá sấu. Đâu rồi, đâu rồi, lúc đầu lên coi. Lên coi. Con gì dữ. Được lắm rồi đó. Chổng khù kéo luôn rồi. Chứ này lên thiệt à. Lên cái chừng lắm được cục chi nãy à. Ừ, lên cục chi nãy luôn đó. Sát mẻ à. Đường đường đó nghe, sát mẻ đường chút nha. Quá rồi, cái gì đây? Sao gói chì luôn ra? Gói chỉ luôn rồi. Lúc nãy anh quăng nó cốc á, hồi mở ra. Đó. Làm sao em giục điện thoại em chạy nha. Lượm được cục chì lại ra. Đó, lượm được cục chì lại luôn. Nghĩa là lượm miếng bọc vàng cả đó xỉu luôn. Quá rồi, cái gì dữ lắm rồi. Sao lâu hoài không thấy lên. Quá gây cắn. Thấy con chì rồi, thấy con chì rồi. Cái gì nặng lắm rồi nè. Đừng nói con cá dữ lắm nha. Trời ơi là trời, có bao cuốn nậu vô. Quá xá con cá này rồi, trời ơi cá dữ. Con có cá nào đúng không? Coi thử coi có dính cục gì nữa của tôi không? Quá xá cái bao rồi. Nguyên quò đắt luôn. Quá mạng rồi. Quá xá thầm mập. Hàng khủng khiếp nha. Để cá nó giật á, nó ăn còn mồi cái xíu nè tiếng Anh. Dạ. Tại mình lôi vô cái bao. Lôi vô cái bao á. Đây, còn mình mới dính sủ vàng nha. Quỷ hóa mồi nè. Và ảnh mới dính viên cá bao. Quỷ. Cho lên gừng à. Cho lên gừng. Rồi, làm lại mọi người làm lại. Cá gì ốm như chó nái vậy ta. Và hai con ngát. Ba cá úc. Ba cá úc. Mình đây em hai ngát nước bộ à, mình đâu thua ở đâu đâu à. Mình cũng hai con có ngát nước bộ. Trời, cái ngát của tôi là cái ngát khủng luôn kìa. Nhìn kìa. Đó, thấy không? Nó chui vô hồ. Coi chừng hồ nó chui vô lỗ lù á. Có lẽ là qua kia. Lại. Đây lên điểm cũ. Vào với dính gốc nè mọi người ơi. Đó mà hàng cả nhà ơi. Mà hàng à. Chết rồi, cái đèn em không có bật tới thui à. Ừ. Để em bật đèn lên cái. Đó, đụng hàng nha. Đó. Chấn thiếu luôn. Cá nha cả nhà. Cá đó im rồi. Đây. Sướng ha. Cá út cỡ này là ngon rồi. Kệ đi. Không có mà cá khác thì dính cá út. Chặt có. Khỏi đâu. Cái út khỏi à. Chặt gai cũng được nữa, sợ hồi dễ dướng tới luôn chặt gai em đi. Rồi. Lụm hàng nó đi. Giờ cũng ăn em từ không biết con gì ăn nè. Rồi, thôi em tắt video các bạn ơi. Chặt gai một cái. Đó, dính rồi nè ơi. Cá này mới đẻ qua dữ quá. Cái gì vậy? Đúng. Im ha, cũng có lý ha. Cá đâu không thấy dính mà toàn khóa mồi không à? Khóa mồi luôn. Còn thứ gì vô không? Nhưng mà thứ hai thứ ba. Cái này chắc thứ bảy nhật cái. Không, ông thứ bảy nhật không chết rồi. Toàn ông binh của hồn vô. Chết luôn.
Quá đồ, quá đồ. Tới đồ luôn, tới cá luôn. Tới luôn. Sáng nay anh em ba con vậy. Ba con vậy. Ổ một. Ôi quá ôi. Quá đồ mọi người ơi. Hết biết đồ rồi. Đồ này chào, lấy chào, lấy chào. Con này bự hả? Bự à, dữ à. Đồ này hàng ký không à. Thứ gì chịu nổi thứ này. Mới dính con ngát chừng ký gửi à. Mới dính con ngát ký gửi đang cỡ gai nè. Ký gửi. Mới dính luôn. Đang cắt gai. Thì đang canh mà. Cá khủng thiệt. Nè. Chị ba con đó nữa. Ba con có nhiều nữa đó. Chỉ được hai con ăn ký vậy. Rồi có dừa hả? Đại ca, đại ca. Ba có tiếng canh nha mọi người. Đại ca không vừa nghe mọi ơi, người ơi mới có 10 giờ mấy chưa được 11 giờ. Đi tới nhà sáng luôn rồi. Sáng luôn. Có đem cái lạnh hay uống rồi hả? Cà phê không à? Chớ không biết mà. Cái gì? Chớ không biết. Đây chừng 5 con này thôi anh bà. Ừ. Nó giật 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 nữa. Ồ, bé gai là què ba quỷ này. Đáng lẽ xong rồi cái khác bự không có kỳ ta. Ừ cá nhỏ nhỏ không chịu giờ cá gì không nữa trời. Hổm mấy đó cái văn câu này con ế con kỳ vậy. Câu bây giờ này câu lự á. Sao câu giờ không dính cái cá bự, để được con chừng 300 g mà. Hết e bây giờ đó. Con gì câu dính nữa lấy chơi rồi. Lên đồ anh em ơi. Lên đồ anh em ơi. Anh Út, anh Út. Anh Út. Cá à, Út cỡ vào ha. To sắc lộ. Cấu được vừa không á, phải ạch cá à. Ê. Ừ. Trái. Gì vậy? Nữa hả? Ờ dính luôn, chúc mừng. Có lý rồi nha. Sống không? Sống chưa đó. Sống hả? Sống cho thấy nó đơ 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 chứ vậy. Cá nó ốm dữ trời, làm mới đẻ xong chỉ ôi trời ơi bụng trời ơi. Chỗ này. Cái đầu trời giờ. Nó còn cá khác, còn nó sắn nè, nó sắn nè. Nó ghẻ. Ừ. Nó ghẻ. Cá chạy theo á. Ừ. Mấy này quậy quá nhát không ta? Nó câu bến quá trời nè. Ừ. Chắc câu bến nhiều quá. Rút dính con cá này là mấy con cá kia nó chạy theo nè. Ừ. Ở đây mình nãy mình dính có được có 5 con à. Sẽ giúp cho mấy con cá Út nữa nè mọi người. Chứ sau mình sẽ đi mình phục thù lại mình bắt mấy con cá ngát to hơn mấy con đó nữa ha. Cho ăn nha. Thì ơi. Thì chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Bây giờ mấy anh em mình về cả nhà ơi. Đi bán cò. Rồi mọi người xem thấy thú vị hãy cho mình like và đăng ký nha cả nhà. Mình có động lực để mình làm những video mới mẻ hơn cho mọi người xem. Rồi. Rồi chào nha. Chào. Chúc một đêm vui vẻ. Rồi, bắn cò thành công nha. Bắn đây mà. Bắn này cần cho mấy. Rồi, lên được tiếng Anh này. Để anh kiếm cái mày ní cái.